xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh channel của mình. Và mình là Thắng Tete đây. Các bạn ơi, các bạn nhìn mình thấy thế nào? Nhìn mình có bóng không? Anh Đập, nhìn mình có đẹp trai không? Mình phải nhịn ăn sáng cả tháng trời thì mới có tiền để sắm cái bộ đồ này đó. Quất hẳn một cây đỏ từ đầu xuống đít luôn. Và hôm nay là ngày đầu tiên của mình trong Mini World. Các bạn xem thế hay thì hãy nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà trước tiên mình phải giới thiệu cho các bạn biết, mình ở cùng với một người thầy. Thầy tên là Thầy, chứ không phải Thầy là bố mình. Tên đầy đủ của Thầy là Thầy Tỏi. Ôi trời ơi, phải nói ông này khó tính lắm luôn ý. Các bạn có xem viên bà Granny của mình không? Ông thầy này khó tính như là bà Granny đó. Nhưng mà được cái, không bao giờ oánh mình đâu. Nhưng mà thi thoảng lầy quá cũng bị ông ấy phát cho vài cái vào đít. Thằng TT kia, mày cứ đứng ở đó lùng bùng cái quái gì vậy? Đi vào trong này, ta nhờ chút chuyện đi. Thôi không nói chuyện với các bạn nữa, mình phải chạy vào xem thầy nhờ chuyện gì đây. Dạ, thầy gọi con có việc gì thế? Nhìn vào lịch đi, con có biết hôm nay là ngày gì không? Thì là ngày 28 à? Không phải, con hãy nhìn vào ngày âm ý. Âm là ngày 23 mà thầy. Đó, con biết hôm nay là ngày gì không? Thôi thầy ơi, thầy đừng có hỏi nhiều con làm gì. Ngày gì thì thầy nói luôn đi. Hôm nay là ngày ông Công, ông Táo về chầu trời. Mày có phải là người Việt Nam không thế? Khép, một năm qua gần 400 ngày liền con làm sao mà nhớ được. Con chỉ biết là sắp đến Tết rồi thôi. Ừ, bây giờ con đi mua cho ta một con cá chép về đây. Hôm nay ăn lẩu cá hả thầy? Lẩu cái con khỉ ý. Mua cá chép về đây để cho ông Công, ông Táo có thú cưng để cưỡi, để bay về trời. Hi hi hi, con biết rồi, chả qua là con bị quên đột xuất thôi. Thôi, đi mua cho thầy đi. Ok con TT, thầy Tỏi. À mà thầy ơi, tại sao ông Công với lại ông Táo không đi bằng máy bay mà cứ phải đi bằng cá chép thế này? Con muốn biết thì ta sẽ kể cho con nghe. Chuyện là như thế này. Ngày xưa, ngày xưa, xưa ơi là xưa. Mà thôi, chuyện dài lắm. Kể con lâu mới hết, mà kể xong chưa chắc con đã hiểu đâu. Con đi mua cho thầy nhanh lên, kẻo trời lo tối. Vâng, con đi đây. Ai đá em đi, anh ơi đá em đi, cua ơi đá chị đi em ơi. Ai đá em đi, anh ơi đá em đi, cua ơi đá chị đi em ơi. Ôi thằng danh con này, sao mày dám đá bà? Ô sao mà bà vừa hô là đá em đi, thì tôi chẳng đá cho bà một cái. Tao bán cá, tại giọng của tao nó bị ngọc nên tao nói thành đá. Ô, bà bán cá, mày quá con đang đi mua cá. Bà có còn cá chép không? Cá gì cũng có mua cá chép là không có. Hôm nay ngày ông Công ông Táo lên cá chép ta bán hết từ sáng sớm rồi. Ôi chán đấy. Thế bà có biết ở đâu còn cá không ạ? Không đâu cu, hôm nay mua cá chép khó lắm. Nhưng ta vẫn biết một nơi có rất là nhiều cá chép luôn. Ở đâu vậy? Bà chỉ cho cháu được không? Ở ngoài sông đấy, mày ra đó một câu. Thế mà bà cũng nói, ngoài đó thì lúc nào chẳng có cá, mất cả thời gian. Trời ơi, cá chép hôm nay cháy hàng mất rồi. Chắc lên thành phố, may ra thì còn. Nhưng mà lên đến thành phố thì trời nó cũng tối thui mất rồi. Mà lên tận đấy mà không mua được cá thì cũng mất công. Thôi, đành nghe lời của bà bán cá vậy. Mình đi tìm sông suối nào có cá, mình phải vớt nó lên mới được. Ôi trời ơi, đi mãi rồi mà không thấy sông hay là hồ suối đâu cả. Mệt quá trời luôn. À, đây rồi. Wow, ở đây nhiều cá, dã man luôn. Ôi nhìn này, toàn cá là cá luôn ấy. Có rất nhiều loại cá luôn nha. Thôi vớt đi đã. Vớt nhanh lên không trả lời tối mất. À mày chạy à?
con cá gì ý, không phải cá chép. Trời ơi, tại sao một cái bờ hồ to như thế này mà không có nổi một con cá chép nào vậy? Thôi cả, lấy tạm cái con cá đen lồng này về vậy. Ông ơi, anh nhầm, thầy tỏi ơi. Con mang cá về rồi này, thầy ơi cá này. Ta bảo con mua cá chép mà, sao lại mua con cá lồng đen làm gì? Dạ, con đi mua cá chép mà ở đâu người ta cũng bảo là hết rồi, nên con đành ra ngoài hồ kia con vớt cá. Vớt mãi mới được một con cá này đấy thầy. Nó không phải là cá chép, nó là cái con cá đèn lồng. Nhưng mà con vẫn mang về cho ông Công, ông Táo đi tạm vậy. Con cá này thì làm sao mà các ông cưỡi được hả? Con có thấy ai mua con cá lồng đèn này cho ông Công, ông Táo và Châu Trời không? Thì hôm nay thầy cho mình là người đầu tiên. Thầy không biết thì thôi chứ con thấy cái con cá này trên đầu nó có một cái đèn sáng lắm luôn ấy, soi đường cho các ông về chào trời. Kẻo lại đang đi thì lại tông vào máy bay. Mày cứ làm như mày là ông Công ông Táo không bằng ý. Thôi được rồi, bây giờ mang con cá này vào trong nhà để ta làm cái lễ. Tê ơi, con mang con cá này ra ngoài kia thả đi. Sao lại thả đi ạ? Con bắt mãi mới được đó. Nói đúng hơn là đi phóng sinh nó. Thả nó ra tượng trưng cho việc ông Công, ông Táo về chầu trời. Con tưởng là thả vào chảo. Thế bây giờ thả cái con cá này ở đâu hả thầy? Ở đâu cũng được, miễn là chỗ đó có nước để cho nó còn sống. Ô thằng TT kia, sao mày lại thả xuống giếng thế? Sao thầy bảo thả ở đâu cũng được, miễn là có nước. Có nước thì có nước, nhưng sông suối ao hồ đầy ra thế kia mà mày không mang đi thả, thả xuống giếng làm gì? Con tính sẵn rồi, hôm nay là ngày ông Công ông Táo thì con thả cá chép này xuống giếng. Còn ngày mai lại là ngày bình thường thì con lại vớt nó lên để thầy cho mình làm một bữa cá chiên xù.